Khu nhà màng rộng 300 mét vuông này là phần đất anh Trần Thanh Tiền thuê để trồng riêng dưa lưới khắc chữ. Dưới gia tài là 4 năm theo học ngành công nghệ sinh học và 1 năm nghiên cứu nông nghiệp tại Israel, anh Tiền bắt đầu khởi nghiệp với nghề trồng dưa lưới. Cái quy trình thì theo tiêu chuẩn của Việt Gáp đang chuẩn bị làm theo hữu cơ. Kỹ thuật là hồi đó mình vừa nghiên cứu, vừa học hỏi và học hỏi thêm của mấy anh đi trước. Năm nay anh Tiền định đưa ra thị trường Tết 200 cặp dưa lưới khắc chữ. Tuy nhiên khi vườn dưa vừa được thụ phấn thì cũng là lúc khách đã đặt mua hết hàng. Khác với những loại nông sản Tết khác, tất cả hoa văn trên dưa lưới của anh Tiền đều được chính anh khắc bằng thủ công. Dưa khắc chữ năm nay em làm khoảng 150 đến 200 cặp. Thì năm nay em dưa khắc chữ thì em làm hộp gỗ dạng 2, một cặp vào một hộp. Tiếp thị thì mình tiếp thị theo cái mạng xã hội thôi, mạng xã hội như Facebook với Zalo với lại những cái mối mà đi trước hồi đó tới giờ mình bán cho họ thôi, chứ không có quảng bá thêm, tại diện tích mình còn nhỏ. Bên cạnh khu nhà màng trồng dưa khắc chữ, anh Tiền còn khoảng 700 mét vuông trồng dưa lưới sạch và liên kết tiêu thụ tại các siêu thị. Nhận thấy đã khẳng định được thương hiệu mà diện tích sản xuất của mình còn nhỏ, sắp tới đây anh Tiền có dự định mở rộng quy mô canh tác. Anh Tiền này là có cái đột phá khởi nghiệp, thì trong cái vấn đề mà thu hoạch thì nói chung không đủ để cung cấp là cho thị trường. Với đam mê của người nông dân trẻ thích nghi với thời đại công nghệ cộng với sự hỗ trợ từ địa phương, mô hình dưa lưới sạch của anh Tiền chắc chắn sẽ vươn xa hơn trong thời gian tới. Đặc biệt là số lượng dưa lưới khắc chữ của anh sẽ nhiều hơn để phục vụ rộng rãi nhu cầu của người tiêu dùng gần xa mỗi dịp Tết đến xuân về. Một thông tin mà chúng tôi vừa nhận được đó là bệnh nhân rối loạn tâm thần đang có xu hướng trẻ hóa. Thưa quý vị, nếu như trước đây bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe tâm thần chủ yếu thuộc lứa tuổi trung niên và cao niên, thì nay rối loạn tâm thần ở trẻ nhỏ, vị thành niên như tự kỷ, tăng động, lo âu, trầm cảm, hoang tưởng lại có sự gia tăng đáng báo động. Vâng, thưa quý vị, xã hội ngày càng phát triển, áp lực cuộc sống và công việc thì ngày càng nhiều. Đây được cho là một trong những nguyên nhân khiến cho số lượng người mắc bệnh tâm thần đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bệnh nhân này mới 23 tuổi nhưng thường xuyên cảm thấy buồn chồn, lo âu và liên tục bị mất ngủ. Các bác sĩ kết luận anh bị mắc các chứng rối loạn cảm xúc. Anh đã phải điều trị rối loạn tâm thần hai đợt do sử dụng chất gây nghiện. Nhất là mình cảm thấy băn khoăn, lo lắng một gì, điều gì đó, và mình cảm thấy trong người mình sinh lý không bình thường. Rồi là kéo đến những cái vấn đề đấy, là kéo đến là mình mất ngủ nên là bố mẹ phải cho vào đây để chữa khỏi bệnh. Còn bệnh nhân này lại có những biểu hiện như đi lang thang, run tay chân, không kiểm soát lời nói và hành vi. Tình trạng này đã kéo dài 2 năm. Gia đình bệnh nhân lo lắng bởi em còn trẻ, quá trình chữa bệnh phải kéo dài và chưa biết khi nào mới quay lại cuộc sống bình thường. Cháu nó cứ chả biết cái gì, mà nhà thì phải chăm sóc, mà cứ chửi bới, cứ hùng hô lên, đừng đánh ở nhà. Tại bệnh viện tâm thần Trung ương 1, khoa Nam cấp tính, điều trị cho khá đông người mắc các chứng rối loạn tâm thần, trong đó 40% bệnh nhân có độ tuổi từ 18 tới 21. Các bác sĩ cho biết các rối loạn tâm thần đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là giới trẻ, mà nguyên nhân chủ yếu là do áp lực học hành, stress và sử dụng các chất gây nghiện. Với các bệnh nhân trẻ thì rõ ràng là câu chuyện điều trị tương đối khó, là bởi vì chúng ta đã được biết về hoàn thiện về mặt thể xác thì là 18 tuổi, nhưng hoàn thiện về sức khỏe về tâm thần của con người thì người ta cho rằng là 23 đến 24 tuổi con người ta mới hoàn thiện về mặt tâm thần. Chính vì các mặt hoạt động về tâm thần chưa được hoàn thiện mà bệnh nhân đã bị bệnh, cho nên là cái việc điều trị rất là khó. Thưa quý vị, một điều đáng lo ngại là nhiều người trên thực tế vẫn chưa nhận thức đúng về rối loạn tâm thần. Phần lớn người mắc chứng bệnh này không thừa nhận mình có vấn đề về sức khỏe tâm thần mà chỉ xem là những căng thẳng trong cuộc sống. Chính điều này khiến cho việc được chăm sóc, điều trị kịp thời là rất hiếm, và hệ quả tất yếu là rất nhiều vụ việc dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Tháng 4 năm 2018, người dân xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước tá hỏa phát hiện bà P nằm trên lề đường quốc lộ 14 với nhiều vết máu trên cơ thể. Con trai bà P là Khảm cũng nằm kế bên. Làm việc với công an,
Khảm đã khai đánh chết mẹ bằng cây củi. Được biết, bà P và Khảm có biểu hiện tâm thần từ nhiều năm nay. Cốt lõi trong cái vấn đề và bệnh lý tâm thần là gì? Cái đó là thứ nhất là phòng bệnh, cái thứ hai là phát hiện bệnh sớm. Sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chỉ cần cái stress, lo âu, mất ngủ, thay đổi về mặt cảm xúc, trầm buồn, chán nản, cảm thấy căng thẳng, cảm thấy không tiếp thu được công việc, không giải quyết được công việc, hay lo ra, không tập trung trong làm việc. Đó là có những cái biểu hiện về stress và có những biểu hiện về bệnh lý thuộc chuyên khoa tâm thần rồi. Việc phát hiện bệnh tâm thần không phải dễ, ngay cả với bác sĩ cũng cần phải tiếp xúc lâu với bệnh nhân, cũng như phải thăm khám nhiều lần. Cách tốt nhất là mỗi người nên tự chú ý đến sức khỏe của mình. Nếu thấy các biểu hiện bất thường như rối loạn hành vi, tác phong và xúc cảm, có sự khác lạ trong ăn nói, rối loạn giấc ngủ, cần đến các cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị. Trường hợp để bệnh nhân nặng mới đến điều trị thì hiệu quả giảm rất nhiều, và một trong những giải pháp hữu hiệu để những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần có thể sớm khỏi bệnh và hòa nhập cuộc sống, đó là sự chia sẻ và đồng cảm với người bệnh. Thiện điều trị sớm và kịp thời, đấy là cái vấn đề quan trọng. Đấy, bởi vì nếu có phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh mới nhanh khỏi. Và cũng khi mà phát hiện sớm kịp thời như vậy thì các cái rối loạn về chức năng tâm thần nó ít ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội và nghề nghiệp. Theo các nghiên cứu, hiện có khoảng 20% dân số đang mắc một trong 10 loại bệnh tâm lý tâm thần thường gặp như trầm cảm, lo âu, loạn hành vi. Vì vậy, khi gia đình phát hiện người có dấu hiệu rối loạn tâm thần, cần phải đưa đi điều trị sớm, rút ngắn được thời gian điều trị và khả năng khỏi bệnh cao hơn. Thưa quý vị, mỗi con heo nếu được bơm đầy nước trước khi giết mổ thì sẽ giúp cho thương lái lời thêm từ 200 cho đến 300 ngàn đồng. Chính vì vậy mà tình trạng này đang diễn ra rất phổ biến tại các lò mổ hiện nay. Một điều đáng lưu tâm là để dễ dàng bơm nước cho heo mà không khó khăn và gây tiếng động, nhiều gian thương còn bất chấp là tiêm thuốc an thần cho heo. Như vậy, khi người dân mua thịt heo về sử dụng thì cũng nghiễm nhiên nạp vào cơ thể một liều thuốc an thần nguy hại. Nếu như cách đây vài ngày, một trường hợp tương tự bị phát hiện ở Bến Tre, thì vào hôm qua ngày 24 tháng 12, Công an của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu lại vừa cho biết đã phát hiện một cơ sở đang bơm nước vào heo trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng khi tiêu thụ. Theo đó, qua kiểm tra cơ sở giết mổ của bà Bùi Thị Thùy ở ấp Bình Hổ, xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long, ngành chức năng đã bắt quả tang ông Trần Văn Nhất ở ấp Phước Thọ, xã Phước Long, huyện Phước Long đang dùng ống bơm nước vào 10 con heo bị khớp mỏ trước khi đem giết mổ. Ngành chức năng đã thu giữ một ống sắt hình chữ T và một ống cao su dùng để bơm nước vào heo. Ông Trần Văn Nhất khai nhận được bà Bùi Thị Thùy thuê bơm nước vào heo trước khi giết mổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở của bà Thùy không được cấp giấy phép hoạt động giết mổ gia súc theo quy định. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng huyện Phước Long làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp cuối năm là khắp các tỉnh thành lại rộ lên hoạt động buôn lậu pháo nổ. Dù bị triệt phá thường xuyên, nhiều tay buôn phải vướng vòng lao lý, nhưng vì món lợi lớn nên nhiều đối tượng vẫn bất chấp hoạt động. Vâng, tương tự thì đây là đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh năm 1995, ngụ tại ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang. Vân vừa bị lực lượng công an bắt giữ vào chiều qua 24 tháng 12 khi đang trên đường đi giao pháo nổ cho khách để kiếm lời. Hiện Vân vẫn đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi tàng trữ và mua bán pháo nổ trái phép. Trước đó, tại khu vực cống Lò Mo thuộc tổ 17, ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Vân đang điều khiển xe gắn máy vận chuyển pháo nổ trái phép. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường hai bịch ni lông bên trong chứa 200 viên pháo banh với trọng lượng 400 gram và 12 cây pháo hủ. Tại trụ sở công an, Vân khai nhận đã đặt mua pháo trên mạng xã hội, sau đó đem về đăng bán lại trên Facebook để kiếm lời. Khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị bắt. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang một thông tin khác, những năm gần đây tình hình tai nạn giao thông càng ngày càng xảy ra nhiều hơn. Ngoài những yếu tố về ý thức người điều khiển xe thì một nguyên nhân không nhỏ xuất phát từ lỗi kỹ thuật của xe. Điều này được nhiều chuyên gia lý giải là bởi ngày càng có nhiều phụ tùng xe máy và ô tô bị làm giả và tràn lan trên thị trường. Mới đây nhất, vào chiều hôm qua ngày 24 tháng 12, khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hai cơ sở kinh doanh phụ tùng xe gắn máy tại thành phố Bến Tre là cơ sở Tùng Chinh ở đường Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương và cơ sở Trí Kiều thuộc khu phố Bình Khởi, phường 6, thì đều phát hiện rất nhiều phụ tùng xe gắn máy bị làm giả nhãn hiệu một cách rất tinh vi.
Qua kiểm tra tại hai cơ sở trên, lực lượng chức năng phát hiện nhiều phụ tùng xe máy như bộ chế hòa khí, bình xăng con, bộ lồng, phục xe, nắp đuôi cá, bạc đèn, dây sơn, đế bi, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của Honda và hãng Kahin. Nhiều sản phẩm bên ngoài bao bì để nhãn hiệu Honda nhưng trên sản phẩm lại là một nhãn hiệu của hãng khác. Nhiều sản phẩm nguồn gốc từ nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Bên cạnh đó, nhiều hàng hóa không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cả hai cơ sở. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nữ giáo viên bắt học sinh tát bạn nhập viện, thầy hiệu trưởng dâm ô hàng loạt nam sinh trường nội trú, hai nữ giáo viên tiểu học sử dụng ma túy bay lắc trong quán karaoke, liên tiếp các bê bối không hồi kết từ những người thầy, những người cô chỉ trong khoảng một tháng vừa qua đã khiến cho nhiều người phải đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra? Vâng, khi mà câu hỏi vẫn chưa được trả lời, thì mới đây một nam giáo viên tại Gia Lai lại đang bị bắt tạm giam vì nghi có hành vi dâm ô với một nữ sinh lớp 8. Trong diễn biến mới nhất, cơ quan công an vừa có công văn đề nghị đình chỉ sinh hoạt đảng đối với nam giáo viên này. Trước đó, ngày 19 tháng 12, thầy giáo Hồ Trọng Đăng sinh năm 1985, trú tại thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, Gia Lai, đã có hành vi dâm ô đối với một nữ học sinh lớp 8 trên địa bàn. Phía cơ quan công an cũng đã có văn bản gia hạn thời gian tạm giữ đối với Đăng để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có công văn khẩn gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai yêu cầu Sở chỉ đạo xác minh thông tin trên, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc vì đây là hành động vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo. Được biết, Đăng là người Nghệ An và huyện Đức Cơ làm giáo viên phụ trách đoàn đội tại trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, xã Gia Nan từ năm 2005. Hiện Đăng đã có một vợ và hai con sống tại thị trấn Chư Ti, huyện Đức Cơ, Gia Lai.